chia sẻ cho các bạn một cái combo chuột và bàn phím dành cho bạn nào mà làm văn phòng cần tìm cho mình một cái bộ bàn phím và chuột với mức giá vừa phải nhưng mà phục vụ tốt cho cái nhu cầu công việc của anh em, thì có thể là tham khảo cái bộ bàn phím này. Đây là cái bộ bàn phím của Xiaomi, nó có cái mã là WXGS01IM. Thì cái bộ nó bao gồm là một cái bàn phím full size 104 phím và một cái con chuột. Chuột với bàn phím này nó sẽ kết nối với lại là máy tính thông qua một cái USB receiver 2.4 GHz. Đầu tiên phải nói về cái độ tương thích trước ha, thì cái bộ bàn phím này á thì nó sinh ra chỉ dành cho Windows Phone thôi. Anh em nào mà xài Mac OS đó thì không dùng cho được cái bộ bàn phím này, tại vì nó không tương thích. Và còn cái vấn đề nữa là nó chỉ dùng tốt cho những cái công việc văn phòng thôi. Còn anh em nào mà có ý định mua nó về chơi game thì không nên tham khảo cái bộ bàn phím này đâu nha. Điểm nổi bật cho những cái bàn phím full size như thế này á, thì nó sẽ có một cái phần cụm phím số riêng biệt, nên những cái công việc mà nhập liệu, thí dụ như là Word hay là Excel đi chẳng hạn, hay là anh em làm những công việc tính toán, thì nó sẽ có một cái phần bàn phím riêng như vậy, thì nó sẽ thuận tiện cho những cái công việc đó hơn. Tuy là cái chất liệu hoàn thiện cái bàn phím này nè, anh em thấy nó làm bằng cái chất liệu nhựa thôi, nhưng mà cái cảm giác khi mà mình gõ hay là mình lắc, mình di chuyển phím á, thì nó không có cảm giác bị ọt ẹt giống như là những cái bàn phím giá rẻ khác trên thị trường. Thiết kế keycap thì theo cái kiểu hình vuông như vậy nè, và nó có lõm một xuống một tí, nên khi mà nhấn thì dường như là nó có một cái phần điểm tựa, nên khi mà các bạn nhấn vô như vậy nè thì cái cảm giác gõ nó cũng khá là êm. Và cái phần khắc chữ trên những cái keycap, những cái phím bấm á, thì Xiaomi họ cho biết được khắc laser, nên mình dùng cái bàn phím này mình trải nghiệm cũng khoảng đâu đó vài tháng đến một năm á, thì mình thấy cái hiện tượng mờ phím trên cái bàn phím này cũng ít có hiện tượng bị xảy ra. Đa phần là cái tay mình dơ á, hay là những cái phím mà mình bấm nhiều á, thì nó sẽ bị dính bẩn và mình dùng khăn mình lau đi là được nha. Phần mặt sau của bàn phím á, thì Xiaomi họ có thiết kế thêm 5 cái phần điểm cao su và một cái mặt phẳng. Thì cái phần để pin này nè thì Xiaomi họ làm nhô lên bên trên như vậy. Khi mà anh em đặt xuống cái phần bàn làm việc á, thì nó tạo một cái góc nghiêng từ đây lên đây, nên cái cảm giác khi mà anh em gõ thì nó cũng thoải mái ha. Và đâu đó với cái trọng lượng của bàn phím này khoảng 500 g, và cùng với cái độ nghiêng như vậy, thì lúc mà để lên trên một cái phần mặt phẳng bàn làm việc như vậy nè, dù mình gõ hay là mình thao tác mình làm việc đi, thì cái bàn phím này nè nó có ít cái hiện tượng bị xê dịch ra, và làm việc gõ thì nó ok hơn. Chia sẻ một chút về cái cảm giác gõ trên cái bộ bàn phím này ha. Lúc đầu mình chưa quen thì mình thấy nó hành trình phím nè, nó cảm giác nó hơi sâu xuống một tí, anh em thấy ha, nó làm bằng cao su nên cảm giác hành trình phím của mình phải gõ sâu xuống thì nó mới ăn. Và trên cái bộ bàn phím này thì anh em để ý thì những cái phần kẽ phím cách phím ra thì Xiaomi họ làm cũng rất là rộng, nên cảm giác mà mình gõ thì nó ít bị dính phím như vậy. Và lúc đầu chưa quen thì cảm giác nó hơi khó chịu thiệt, nhưng mà làm việc quen trên cái bộ bàn phím này rồi thì mình thấy gõ rất là ok, cũng khá là mượt mà, thao tác gõ phím làm việc cũng rất là dễ dàng và thoải mái nha. Sơ lược một chút về cái con chuột này ha. Con chuột này thì làm bằng nhựa thôi, trọng lượng cũng khá là nhẹ, chỉ khoảng 60 gram thôi anh em. Và nó thiết kế theo cái dạng đối xứng, là anh em thấy đây, con chuột nó sẽ không có cái kiểu gồ ghề và ôm gì hết, nó thiết kế rất là tối giản luôn. Và ở đây thì nó có một cái nút để anh em lăn, một cái con lăn, và hai bên là cái nút trái phải. Khi mà anh em làm việc thì cái phần tay anh em nè nó ôm như con chuột cũng khá là sát. Những anh em nào mà cầm những cái con chuột hơi lớn á, chuyển qua cái con chuột này thì chưa quen, tuy nhiên xài một bữa hai bữa thì cái cảm giác cầm những con chuột này cũng rất là thoải mái ha. Nói đến chuột là phải nói đến cái cảm biến ha, thì cái mắt đọc của con chuột này nó đạt được ở mức độ nhạy là 1000 dpi. Với cái độ nhạy này thì phục vụ cho cái nhu cầu cơ bản về làm việc trong phòng thì mình thấy cũng rất là ok. Lia chuột hay là làm việc thì mình thấy chuột nhận cũng rất là nhanh, những công việc trong phòng độ nhạy như thế mình nghĩ là đủ rồi. Cả chuột và bàn phím thì đều sử dụng những cái viên pin 3A như thế này. Với pin 3A thì các bạn sẽ dễ dàng mua ở ngoài cửa hàng tiện lợi hay là tạp hóa ha. Thì những cái pin giá rẻ thì đó tầm khoảng cỡ 5.000 một cặp thôi, là có thể lắp vô chuột hay là bàn phím dùng cũng thoải mái rồi. Về thời lượng pin á, giữa chuột và bàn phím thì mình sẽ không nói rõ hơn được, do vấn đề là anh em sử dụng nhiều hay là ít nữa. Nhưng mà đối với mình, những công việc cơ bản mình dùng hàng ngày thì với một cái cặp pin như vậy thì mình dùng đó cũng được phòng khoảng cỡ 3 tháng. Pin thì mình mua loại rẻ thôi. Còn những bạn nào mà sử dụng pin, những cái loại pin nó chất lượng hơn, nó pin nó tốt hơn, thì mình nghĩ dùng khoảng 1 năm hơn thì mới phải thay pin cho cái phần bàn phím và chuột này. Đối với lại là bàn phím thì nó sẽ không có cái nút tắt, còn con chuột khi mà anh em dùng xong thì anh em chỉ cần gạt cái công tắc có thể là tắt được ha. Còn riêng cái phần bàn phím này khi mà các bạn dùng thì nó sẽ có một cái phần con chip để quản lý điện thông minh. Khi mà các bạn không có thao tác trên cái bàn phím trong một khoảng thời gian dài thì cái bàn phím nó sẽ tự động nó đưa về cái chế độ ngủ,
Và khi nào mà các bạn muốn dùng thì chỉ cần bấm một cái nút bất kỳ trên bàn phím thì bàn phím nó sẽ tự động nó bật lên và nó spare lập tức trở lại là cái receiver và cho các bạn xài luôn lúc đó, không cần phải chờ đợi gì hết ha. Tổng quan lại với cái mức giá đó tầm khoảng trên dưới 350.000 cho một cái combo chuột về bàn phím, thì thật sự nếu mà các bạn nào mà làm về những công việc văn phòng á thì mình khuyên anh em, nếu mà cần tìm một cái bộ bàn phím và chuột làm việc ngon trong cái tầm giá này thì có thể là cân nhắc ha, lựa chọn cái bộ bàn phím và chuột của Xiaomi này, dùng cũng rất là ngon. Còn một cái số nhược điểm mà mình không thích trên cái bộ bàn phím này á, thì thật sự những cái bàn phím giá rẻ nào cũng có cho anh em, chứ không phải chỉ riêng về cái bộ bàn phím này đâu. Nhưng mà loanh quanh trong cái mức giá thì nếu mà tìm những cái hàng chính hãng mà so với lại cái bộ bàn phím này thì cũng khó có kiếm cái bộ bàn phím nào mà cho cái độ trải nghiệm cũng giống như là cái chất lượng hoàn thiện giống như là cái bộ bàn phím Xiaomi này lắm ha. Về phần link mua cái bộ bàn phím này của Xiaomi á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để cho các bạn nào quan tâm á, thì có thể là bấm vào tham khảo và mua. Nếu mà cảm thấy video hay thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.